Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 21. Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc cho 6 năm, nhưng qua năm thứ 7 nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình thì sẽ ra một mình, nếu có vợ thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sinh được con trai hay gái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai. Nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời. Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia. Nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu, rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại, chứ không có phép gạt rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại bang. Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình, thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy. Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất, chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm theo ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại. Kẻ nào đánh chết một người sẽ bị xử tử. Nhược bằng, kẻ đó chẳng phải mưu giết, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân. Còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người, thì dẫu rằng nó núp nơi bàn thờ ta, ngươi cũng bắt mà giết đi. Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào bắt người và bán hoặc giữ lại trong tay mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Khi hai người đánh lộn nhau, người này đánh người kia bằng đá hay là đấm cú, không đến đổi phải chết nhưng phải nằm liệt giường. Nếu đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được, người đánh đó sẽ được tha tội, nhưng chỉ phải đền tiền thiệt hại trong mấy ngày nghỉ và nuôi cho đến khi lành mạnh. Khi người chủ lấy gậy đánh đầy tớ trai hay gái mình và chết liền theo tay, thì chắc phải bị phạt. Song nếu đầy tớ trai hay gái còn sống một hai ngày, người chủ khỏi tội, vì nó vốn là tài sản của chủ. Nếu người ta đánh nhau, đụng nhầm một người đàn bà có thai, làm cho phải xảo, nhưng chẳng bị sự hại chi khác, thì kẻ đánh nhầm đó phải bồi thường theo lời chồng người sẽ định và trả tiền trước mặt quan án. Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương. Nếu ai đánh nhầm con mắt đầy tớ trai hay gái mình, làm cho mất đi, thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất con mắt. Nếu ai làm rụng một răng của đầy tớ trai hay gái mình, thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất một răng. Ví có một con bò bán nhầm một người đàn ông hay đàn bà phải chết đi, con bò sẽ bị ném đá chết. Người ta không nên ăn thịt nó, còn người chủ bò sẽ được vô tội. Nhưng ngộ từ trước, con bò có tật hay bán và chủ đã bị mắng vốn mà không cầm giữ, nếu bò này còn giết một người đàn ông hay đàn bà, thì nó sẽ bị ném đá và chủ sẽ bị xử tử nữa. Nhược bằng người ta định giá cho chủ bò chuộc mạng, chủ phải chuộc mạng mình y như giá đã định. Nếu bò bán nhầm một đứa con trai hay là con gái, người ta cũng sẽ chiếu theo luật này. Con bò bán nhầm một đứa đầy tớ trai hay gái, chủ bò phải trả 30 siếc lơ bạc cho chủ nó, rồi bò sẽ bị ném đá chết. Nếu ai mở miệng hầm hay là đào hầm mà chẳng đậy lại, và nếu có bò hay là lừa té xuống đó,
chủ hầm sẽ bồi thường giá tiền cho chủ của súc vật, nhưng súc vật bị giết đó sẽ về phần mình. Bằng bò của ai bán nhầm bò của kẻ lân cận mình phải chết đi. Hai người hãy bán bò sống đó, chia tiền và chia luôn con bò chết nữa. Nếu người chủ đã tỏ tường trước rằng bò mình có tật hay bán mà không lo cầm giữ, chủ phải lấy bò thường bò, nhưng bò chết sẽ về phần người. Chương 21. Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc cho 6 năm, nhưng qua năm thứ 7 nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình thì sẽ ra một mình, nếu có vợ thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sinh được con trai hay gái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai. Nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời. Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia. Nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu, rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại, chứ không có phép gạt rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại bang. Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình, thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy. Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất, chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm theo ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại. Kẻ nào đánh chết một người sẽ bị xử tử. Nhược bằng, kẻ đó chẳng phải mưu giết, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân. Còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người, thì dẫu rằng nó núp nơi bàn thờ ta, ngươi cũng bắt mà giết đi. Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào bắt người và bán hoặc giữ lại trong tay mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Khi hai người đánh lộn nhau, người này đánh người kia bằng đá hay là đấm cú, không đến đổi phải chết nhưng phải nằm liệt giường. Nếu đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được, người đánh đó sẽ được tha tội, nhưng chỉ phải đền tiền thiệt hại trong mấy ngày nghỉ và nuôi cho đến khi lành mạnh. Khi người chủ lấy gậy đánh đầy tớ trai hay gái mình và chết liền theo tay, thì chắc phải bị phạt. Song nếu đầy tớ trai hay gái còn sống một hai ngày, người chủ khỏi tội, vì nó vốn là tài sản của chủ. Nếu người ta đánh nhau, đụng nhầm một người đàn bà có thai, làm cho phải xảo, nhưng chẳng bị sự hại chi khác, thì kẻ đánh nhầm đó phải bồi thường theo lời chồng người sẽ định và trả tiền trước mặt quan án. Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương. Nếu ai đánh nhầm con mắt đầy tớ trai hay gái mình, làm cho mất đi, thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất con mắt. Nếu ai làm rụng một răng của đầy tớ trai hay gái mình, thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất một răng. Ví có một con bò bán nhầm một người đàn ông hay đàn bà phải chết đi, con bò sẽ bị ném đá chết. Người ta không nên ăn thịt nó, còn người chủ bò sẽ được vô tội. Nhưng ngộ từ trước, con bò có tật hay bán và chủ đã bị mắng vốn mà không cầm giữ, nếu bò này còn giết một người đàn ông hay đàn bà, thì nó sẽ bị ném đá và chủ sẽ bị xử tử nữa. Nhược bằng người ta định giá cho chủ bò chuộc mạng, chủ phải chuộc mạng mình y như giá đã định. Nếu bò bán nhầm một đứa con trai hay là con gái, người ta cũng sẽ chiếu theo luật này. Con bò bán nhầm một đứa đầy tớ trai hay gái, chủ bò phải trả 30 siếc lơ bạc cho chủ nó, rồi bò sẽ bị ném đá chết. Nếu ai mở miệng hầm hay là đào hầm mà chẳng đậy lại, và nếu có bò hay là lừa té xuống đó,
chủ hầm sẽ bồi thường giá tiền cho chủ của súc vật, nhưng súc vật bị giết đó sẽ về phần mình. Bằng bò của ai bán nhầm bò của kẻ lân cận mình phải chết đi. Hai người hãy bán bò sống đó, chia tiền và chia luôn con bò chết nữa. Nếu người chủ đã tỏ tường trước rằng bò mình có tật hay bán mà không lo cầm giữ, chủ phải lấy bò thường bò, nhưng bò chết sẽ về phần người. Chương 21. Đây là luật lệ ngươi phải truyền cho dân sự. Nếu ngươi mua một người đầy tớ Hebrew, nó sẽ hầu việc cho 6 năm, nhưng qua năm thứ 7 nó sẽ được thả ra, không phải thối tiền. Nếu nó vào ở một mình thì sẽ ra một mình, nếu có vợ thì sẽ ra với vợ. Nếu người chủ cưới vợ cho, và nếu vợ sinh được con trai hay gái, thì nó sẽ ra một mình, vợ và con thuộc về chủ. Nếu kẻ tôi mọi nói rằng tôi thương chủ, vợ và con tôi, không muốn ra được tự do, thì người chủ sẽ dẫn nó đến trước mặt Đức Chúa Trời, biểu lại gần cửa hay là cột, rồi lấy mũi dùi xỏ tai, nó sẽ hầu việc người chủ đó trọn đời. Nếu ai bán con gái mình làm con đòi, con gái đó không được ra như các đầy tớ kia. Nếu chủ trước đã ưng lấy con đòi làm hầu, rồi sau lại chẳng muốn, thì chủ phải biểu chuộc nàng lại, chứ không có phép gạt rồi đem bán nàng cho kẻ ngoại bang. Nhưng nếu chủ định để cho con trai mình, thì phải xử với nàng theo phép như con gái mình vậy. Nếu chủ có lấy người khác, thì đối với người thứ nhất, chẳng được phép giảm đồ ăn, đồ mặc và tình nghĩa vợ chồng chút nào. Nếu người chủ không làm theo ba điều này, nàng được phép ra không, chẳng phải thối tiền lại. Kẻ nào đánh chết một người sẽ bị xử tử. Nhược bằng, kẻ đó chẳng phải mưu giết, nhưng vì Đức Chúa Trời đã phú người bị giết vào tay kẻ đó, thì ta sẽ lập cho ngươi một chỗ đặng kẻ giết người ẩn thân. Còn nhược bằng kẻ nào dấy lên cùng người lân cận mà lập mưu giết người, thì dẫu rằng nó núp nơi bàn thờ ta, ngươi cũng bắt mà giết đi. Kẻ nào đánh cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào bắt người và bán hoặc giữ lại trong tay mình sẽ bị xử tử. Kẻ nào mắng cha hay mẹ mình sẽ bị xử tử. Khi hai người đánh lộn nhau, người này đánh người kia bằng đá hay là đấm cú, không đến nỗi phải chết nhưng phải nằm liệt giường. Nếu đứng dậy chống gậy đi ra ngoài được, người đánh đó sẽ được tha tội, nhưng chỉ phải đền tiền thiệt hại trong mấy ngày nghỉ và nuôi cho đến khi lành mạnh. Khi người chủ lấy gậy đánh đầy tớ trai hay gái mình và chết liền theo tay, thì chắc phải bị phạt. Song nếu đầy tớ trai hay gái còn sống một hai ngày, người chủ khỏi tội, vì nó vốn là tài sản của chủ. Nếu người ta đánh nhau, đụng nhầm một người đàn bà có thai, làm cho phải sảo, nhưng chẳng bị sự hại chi khác, thì kẻ đánh nhầm đó phải bồi thường theo lời chồng người sẽ định và trả tiền trước mặt quan án. Còn nếu có sự hại chi, thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tay thường tay, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương thường thương. Nếu ai đánh nhầm con mắt đầy tớ trai hay gái mình, làm cho mất đi, thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất con mắt. Nếu ai làm rụng một răng của đầy tớ trai hay gái mình, thì hãy tha nó ra tự do vì cớ mất một răng. Ví có một con bò bán nhầm một người đàn ông hay đàn bà phải chết đi. Con bò sẽ bị ném đá chết. Người ta không nên ăn thịt nó, còn người chủ bò sẽ được vô tội. Nhưng ngộ từ trước, con bò có tật hay bán và chủ đã bị mắng vốn mà không cầm giữ. Nếu bò này còn giết một người đàn ông hay đàn bà, thì nó sẽ bị ném đá và chủ sẽ bị xử tử nữa. Nhược bằng người ta định giá cho chủ bò chuộc mạng, chủ phải chuộc mạng mình y như giá đã định. Nếu bò bán nhầm một đứa con trai hay là con gái, người ta cũng sẽ chiếu theo luật này. Con bò bán nhầm một đứa đầy tớ trai hay gái, chủ bò phải trả 30 siếc lơ bạc cho chủ nó, rồi bò sẽ bị ném đá chết. Nếu ai mở miệng hầm hay là đào hầm mà chẳng đậy lại, và nếu có bò hay là lừa té xuống đó,
chủ hầm sẽ bồi thường giá tiền cho chủ của súc vật, nhưng súc vật bị giết đó sẽ về phần mình. Bằng bò của ai bán nhầm bò của kẻ lân cận mình phải chết đi. Hai người hãy bán bò sống đó, chia tiền và chia luôn con bò chết nữa. Nếu người chủ đã tỏ tường trước rằng bò mình có tật hay bán mà không lo cầm giữ, chủ phải lấy bò thường bò, nhưng bò chết sẽ về phần người. Chương 3. Hỏi anh em, về phần tôi chẳng có thể nói với anh em như với người thiêng liêng, nhưng như với người xác thịt, như với các con đỏ trong đấng Christ vậy. Tôi lấy sữa nuôi anh em, chứ chẳng lấy đồ ăn cứng, vì anh em không chịu nổi, đến bây giờ cũng chưa chịu được, vì anh em hãy còn thuộc về xác thịt. Thật, bởi trong anh em có sự ghen ghét và tranh cạnh. Anh em há chẳng phải là tánh xác thịt, ăn ở như người thế gian sao? Có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như kẻ khác sao? Thế thì Apollo là ai và Phao-lô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Và chúng tôi là bạn cùng làm việc với Đức Chúa Trời. Anh em là ruộng của Đức Chúa Trời cày, nhà của Đức Chúa Trời xây. Theo ơn Đức Chúa Trời ban cho tôi đã lập nền như một tay thợ khéo, mà có kẻ khác cất lên trên. Nhưng ai nấy phải cẩn thận về sự mình xây trên nền đó, vì chẳng ai có thể lập một nền khác ngoài nền đã lập, là Đức Chúa Giêsu Christ. Nếu có kẻ lấy vàng, bạc, bửu thạch, gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây trên nền ấy, thì công việc của mỗi người sẽ bày tỏ ra. Ngày đến sẽ tỏ tường công việc đó, nó sẽ trình ra trong lửa, và công việc của mỗi người đáng giá nào, lửa sẽ chỉ ra. Ví bằng công việc của ai xây trên nền được còn lại, thì thợ đó sẽ lãnh phần thưởng mình. Nếu công việc họ bị thiêu hủy thì mất phần thưởng, còn về phần người đó sẽ được cứu, song dường như qua lửa vậy. Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao? Ví có ai phá hủy đền thờ của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời sẽ phá hủy họ, vì đền thờ của Đức Chúa Trời là thánh, mà chính anh em là đền thờ. Chớ ai tự dối mình. Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột để được nên khôn ngoan, vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột. Như có chép rằng, ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ. Lại rằng, Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan, Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích. Vậy, chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Phao-lô, hoặc Apollo, hoặc Cê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến. Hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Anh em thuộc về Đấng Christ, Đấng Christ thuộc về Đức Chúa Trời. Chương 4. Vậy, ai nấy hãy coi chúng tôi như đầy tớ của Đấng Christ và kẻ quản trị những sự mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Vả lại, cái điều người ta trông mong nơi người quản trị là phải trung thành. Về phần tôi, hoặc bị anh em xử đoán, hoặc bị tòa án nào của loài người xử đoán, tôi cũng chẳng lấy làm quan hệ gì. Chính tôi chẳng tự xử đoán mình nữa, vì tôi chẳng thấy mình có điều gì đáng tội. Nhưng tôi cũng không nhờ sự đó mà được xưng là công bình. Đấng xử đoán tôi ấy là Chúa. Vậy chớ xét đoán sớm quá, hãy đợi Chúa đến. Chính Chúa sẽ tỏ những sự giấu trong nơi tối ra nơi sáng, và bày ra những sự toan định trong lòng người. Bây giờ ai nấy sẽ bởi Đức Chúa Trời mà lãnh sự khen ngợi mình đáng lãnh. Hỏi anh em, ấy là vì cớ anh em,
Tôi đã dùng những lời lẽ thật này chỉ về chính mình tôi và Apollo, hầu cho anh em học đòi hai chúng tôi, chớ vượt qua lời đã chép và chớ sinh lòng kiêu ngạo, theo phe người này nghịch cùng kẻ khác. Bởi vì ai phân biệt ngươi với người khác? Ngươi há có điều chi mà chẳng đã nhận lãnh sao? Nếu ngươi đã nhận lãnh thì sao còn khoe mình như chẳng từng nhận lãnh? Anh em được no đủ, được giàu có rồi, chẳng nhờ chúng tôi. Anh em đã khởi sự cai trị, thật mong cho anh em được cai trị, hầu cho chúng tôi cũng cai trị với anh em. Vì chưng Đức Chúa Trời dường đã phơi chúng tôi là các sứ đồ ra, giống như kẻ sau rốt mọi người, giống như tù phải tội chết, làm trò cho thế gian, thiên sứ, loài người cùng xem vậy. Chúng tôi là kẻ ngu dại vì cớ Đấng Christ, nhưng anh em được khôn ngoan trong Đấng Christ. Chúng tôi yếu đuối, anh em mạnh mẽ. Anh em quý trọng, chúng tôi khinh hèn. Cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần mình, bị người ta vả trên mặt, lưu lạc rày đây mai đó. Chúng tôi dùng chính tay mình làm việc khó nhọc. Khi bị rủa sả, chúng tôi chuốc phước. Khi bị bắt bớ, chúng tôi nhịn nhục. Khi bị vu oan, chúng tôi khuyên dỗ. Chúng tôi giống như rác rến của thế gian, cặn bã của loài người cho đến ngày nay. Tôi viết những điều này chẳng phải để làm cho anh em hổ ngươi đâu, nhưng để khuyên bảo anh em cũng như con cái yêu dấu của tôi vậy. Bởi chưng dẫu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha, vì tôi đã dùng tin lành mà sinh anh em ra trong Đức Chúa Giêsu Christ. Vậy tôi lấy điều đó khuyên anh em, hãy bắt chước tôi. Vì cớ đó tôi đã sai Timôthê là con yêu dấu của tôi, cùng là trung thành trong Chúa, đến cùng anh em. Người sẽ nhắc lại cho anh em biết đường lối tôi trong Đấng Christ, và tôi dạy dỗ cách nào trong các hội thánh khắp các nơi. Có mấy kẻ lên mình kiêu ngạo, ngờ tôi chẳng còn đến cùng anh em nữa. Nhưng nếu Chúa khứng cho, thì chẳng bao lâu tôi sẽ tới cùng anh em và xét cho biết. Chẳng phải xét lời nói của những kẻ kiêu ngạo đó bèn là năng lực họ thế nào. Vì nước Đức Chúa Trời chẳng ở tại lời nói mà ở tại năng lực. Anh em muốn điều gì hơn? Muốn tôi cầm roi mà đến cùng anh em, hay là lấy tình yêu thương và ý nhu mì? Chương 5. Có tin đồn ra khắp nơi rằng trong anh em có sự dâm loạn. Dâm loạn đến thế, dẫu người ngoại đạo cũng chẳng có giống như vậy, là đến nỗi trong anh em có kẻ lấy vợ của cha mình. Anh em còn lên mình kiêu ngạo. Anh em chẳng từng buồn rầu, hầu cho kẻ phạm tội đó bị trừ bỏ khỏi vòng anh em thì hơn. Về phần tôi, thân dầu xa cách mà lòng ở tại đó. Vì anh em và lòng tôi được hội hiệp với quyền phép của Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, nên tôi đã dường như có mặt ở đó, nhân danh Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng ta, tuyên án kẻ phạm tội đó rằng một người như thế phải phó cho quỷ Satan để hủy hoại phần xác thịt, hầu cho linh hồn được cứu trong ngày Đức Chúa Giêsu. Thật, anh em chẳng có cớ mà khoe mình đâu. Anh em há chẳng biết rằng một chút men làm cho cả đống bột dậy lên sao? Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì Đấng Christ là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Vậy thì chúng ta hãy giữ lễ, chớ dùng men cũ, chớ dùng men gian ác độc dữ, nhưng dùng bánh không men của sự thật thà và của lẽ thật. Trong thơ tôi viết cho anh em có dặn đừng làm bạn với kẻ gian dâm. Đó tôi chẳng có ý nói chung về kẻ gian dâm đời này, hay là kẻ tham lam, kẻ chắc bóp, kẻ thờ hình tượng, vì nếu vậy thì anh em phải lìa khỏi thế gian. Nhưng tôi viết khuyên anh em đừng làm bạn với kẻ nào tự xưng là anh em mà là gian dâm, hoặc tham lam, hoặc thờ hình tượng, hoặc chửi rủa, hoặc say sưa, hoặc chắc bóp. Cũng không nên ăn chung với người thể ấy. Vì chưng có phải tôi nên đoán xét kẻ ở ngoài sao? Há chẳng phải anh em nên đoán xét những người ở trong sao? Còn như kẻ ở ngoài thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét họ. Hãy trừ bỏ kẻ gian ác khỏi anh em. Thi thiên thứ 7. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi,
tôi nương náu mình ở Ngài. Xin hãy cứu tôi khỏi kẻ rượt đuổi tôi và thoát giải tôi, kẻo kẻ thù nghịch xé tôi như con sư tử và phân tôi từ mảnh không ai giải cứu cho. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, nhược bằng tôi đã làm điều ấy và có sự gian ác nơi tay tôi. Nếu tôi đã trả ác cho người ở hòa hảo cùng tôi và cướp lột kẻ hiếp tôi vô cớ, thì đáng cho kẻ thù nghịch đuổi theo tôi kịp, giày đạp mạng sống tôi dưới đất và làm rạp vinh hiển tôi xuống bụi đất. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy nổi thịnh nộ mà trỗi dậy, hãy giấy nghịch cùng sự giận hoảng của kẻ hiếp tôi. Khá tỉnh thức mà giúp đỡ tôi. Ngài đã truyền định sự đoán xét rồi. Hội các dân tộc sẽ vây phủ tứ phía Ngài, còn Ngài vì chúng phải trở lên cao. Đức Giê-hô-va đoán xét các dân. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin hãy đoán xét tôi theo sự công bình tôi và theo sự thanh liêm ở nơi lòng tôi. Ồ, Đức Chúa Trời công bình là đấng dò xét lòng dạ loài người. Xin hãy khiến cùng tận sự gian ác kẻ dữ, xong hãy làm cho vững vàng người công bình. Đức Giê-hô-va là cái khiên tôi, Ngài là đấng cứu rỗi những kẻ có lòng ngay thẳng. Đức Chúa Trời là quan án công bình. Thật là Đức Chúa Trời hằng ngày nổi giận cùng kẻ ác. Nếu kẻ ác không hối cải thì Đức Chúa Trời sẽ mài gươm. Ngài đã dương cung mà chực cho sẵn, cũng đã vì nó sắm sửa khí giới làm chết và làm những tên Ngài phần lửa. Kìa, kẻ dữ đang đẻ gian ác, thật nó đã hoài thai sự khuấy khỏa và sinh điều dối trá. Nó đào một hố sâu nhưng lại té vào hố nó đã đào. Sự khuấy khỏa nó đã làm sẽ đổ lại trên đầu nó, và sự hung hăng nó giáng trên trán nó. Tôi sẽ ngợi khen Đức Giê-hô-va y theo sự công bình Ngài, và ca tụng danh Đức Giê-hô-va là đấng chí cao. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.